chưa thoải mái chưa? Một tí nữa mới được. Cái này nướng sẽ nhanh hơn, bởi vì tất cả ga nó đã dồn hết vào giữa rồi. Không sợ. Chảy là lúc bỏ ra thì mất nó sẽ chảy lên này. Đi chơi. Cái không sao, không sao. Tí em lau. Mình bạn à? Vâng, mình đúng rồi. Đây nhá, chị vặn ga này xong rồi bắt đầu chị bật cái súng bắn lửa giống em vừa nãy bật vào cái họng này thì ga lửa nó sẽ tự lên. Nó có một bấm nhé.